Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình làm cái món thịt khè ha các bạn, thịt khè nước dừa ha. Có trái dừa tươi nữa mà mình chưa chặt lát mình sẽ chặt sau ha các bạn. Ở đây thịt khè hôm nay mình ở đây có là hơn nửa ký thịt lẫn ha các bạn. Đây thịt này là thịt đùi ha. Đùi ha các bạn. Mình thì ở nhà nên là mình không có thìa cái cục thịt to hết các bạn ha, nên là mình thích cũng hơi nhỏ ha các bạn. Rồi để thìa thịt khè này thì nguyên liệu của mình ở đây để ớt hết các bạn, thì đây mình có 3 muỗng đường ha, một ít hạt nêm cà no ha, ít bột ngọt và một ít muối ha các bạn, để cho cái thịt khè chúng ta ngon thơm á. Thì ở đây là mình có thêm chén nước mắm nè các bạn ha, nước mắm nhỉ các bạn, và một ít tỏi băm nha các bạn. Ở đây là hơn nửa củ tỏi đó các bạn ạ. Tỏi băm nha. Rồi để mình bây giờ là mình sẽ hòa quyện những cái nguyên liệu này vào trong cái thịt chúng ta hay các bạn. Okay.
Rồi mình kéo lên vàng vàng hơi hơi vàng vàng được rồi các bạn nha. Rồi mình thả thịt vào. Để thịt vào nha các bạn. Đây mình có thêm một ca nước dừa nè các bạn, một ca nước dừa tươi luôn nha, mình đã vào. Mới bây giờ mảnh đầy một thôn đó các bạn. Rồi dĩ ị đi con.
bạn. Vàng ở đây các bạn. Xoay đều lên.
Cái này nó cũng nhanh chín, nước sốt này nó nhanh chín các bạn, tại vì mình làm từ bằng nước thịt thè của mình á, nên nó rất là ngon nha. Nên ở đây là mình không có cần để thêm thịt bằm hết bạn. Còn nếu mà không có thịt thè này á thì các bạn phải để thêm thịt bằm, thì nước chúng ta, sốt chúng ta mới ngon nha. Rồi xay ra này mình còn lại nha các bạn. Rồi ở đây là mình thì xong đó các bạn, mình đã sắc ra sẵn như thế này nè các bạn ha. Và nước sốt của mình thì mình cũng ướp ra cái chén nha các bạn, là chén nước sốt của mình á, mình làm lúc nãy đó các bạn. Hôm nay mình làm không có rau, mình không có để rau mùi, tại vì do ông xã mình ổng không có ăn rau mùi các bạn ha, nên là mình để dưa leo nữa các bạn. Mình chẻ đôi như thế này, mình chẻ nhỏ như thế này các bạn, là một trái dưa leo. Và cái món dưa chua của mình á, mà đặc biệt món dưa chua của mình á là mình làm bằng củ hủ dừa ha các bạn ha, củ hủ dừa với cà rốt ha, đây là củ hủ dừa ha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ dùng bánh mì ha các bạn. Rồi đây là bánh mì ha các bạn, đây mình dùng cái kéo nha, mình sử dụng cái kéo mình hớt cái mì ra các bạn. Cái mì này cũng mềm hay cái mì giòn ăn mới ngon các bạn. Cái mì này là đặc ruột á, mình hớt kéo á thì nhìn ở mì ta đẹp hơn các bạn ha. Rồi sau đó là mình để dưa leo vào, tùy theo mình ăn dưa leo nhiều hay ít các bạn. Mình để đây là hai miếng dưa leo rồi ha các bạn. Rồi dưa chua mình đã vào trước, cái này là củ hủ dừa nha các bạn ha. Như ai ăn dưa chua nhiều thì mình đã dưa chua nhiều hết mà. Sau đó mình để thịt vào. Rồi rất nhiều thịt hết mà. Rất là thịt là. Rồi mình để ớt lên nha. Ai ăn ớt nhiều thì để ớt nhiều, còn ai không ăn ớt thì bỏ ớt. Sau đó mình sẽ nước sốt nè các bạn. Khi mà chan nước sốt đó, thì chúng ta dùng muỗng chúng ta đảo đều lên ha, và chúng ta sẽ múc nước sốt chan vào, chan từ góc phần này tới góc phần kia ha các bạn ha. Xong một bánh mì của chúng ta đó các bạn.
Mẹ rồi con xin hỏi thứ hai nữa nha. Mẹ làm sếp quay cho con đi. Dạ. Rồi tương tự mình cũng làm y như vậy nha các bạn. Mình vẫn tiếp tục ha. Mình đảo đều lên và mình sẽ trang bắt đầu từ đầu mí nha các bạn ha. Kéo dài xuống tới mí hổ luôn nha các bạn. Rồi, tiếp tục như vậy ha các bạn. Rồi mình trang nó khoảng hơn muỗng là được rồi. Rồi xong rồi đó các bạn. Xong ổ bánh mì chúng ta đó nha. Rất là nhiều các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho ông xã mình ăn. Ngon quá không? Ngon quá. Ngon quá. Ngon anh. Giờ đi. Giờ ăn anh. Ok. Bây giờ đây. Đầy đủ. Có củ dừa nữa nè, rất là ngon nè. Đặc biệt. Bánh mì đặc biệt. Bánh mì thịt khè, thịt khìa, củ hủ dừa. Lạ. Củ dừa là lạ nhất. Nói giờ ăn chưa có hủ củ dừa nha. Nếu ăn cơm gò no mà mình nhìn thấy ăn mì thấy nó thèm. Làm gì rất là vừa chị ăn có không lèo cải hơi đỏ ha, làm dưa. Một thịt cũng vừa ăn theo lộn mềm cũng có thịt mềm thịt kìa đúng rồi. Có vậy mới ớt vô khe khe cũng hấp dẫn. Này còn thiếu rau mùi. Em làm nhà ăn chứ nếu mà bán phải có cái mùi nó ngon lắm. Nhưng mà mình nó không có ra mùi. Mình ít ăn cái mùi bởi vì giờ em biết không lấy cái mùi. Mình thì mình đặc biệt. Nhanh anh này ngon quá bye.